Dạ kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 10, hay còn 10 thì còn lễ. Kính thưa quý vị, nhân dịp quốc tế phụ nữ thì nhân gian cũng chương hát tặng trước là những người phụ nữ mà nhân gian kính mến nhất nhất trên đời, đó là những người mẹ hiền. Kế đến là những người phụ nữ mà nhân gian yêu thích, là những người chị, những người em. Thì cũng xin kính chúc cho những người phụ nữ mà nhân gian yêu mến một lời chúc nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn trẻ đẹp. Lớp dòng hộ bông hồng cài áo, chính chung vợ cả nương bông hồng cài áo, cô sống giả hoài tâm. Ở trong vợ bông hồng cài áo, nó có một đoạn áo với nhau luôn. Đó là cuộc đối thoại giữa người mẹ và đứa con gái đã làm xuống đồng. Đó là lớp bà Tân nên tìm đứa con gái để từ nhà về quê. Khi bà Tân bước chân vào căn biệt thự, đứa con gái đứng ra hỏi má đi đâu đây đây. Bà Tân nói má đến tìm con để từ nhà có xảy ra chuyện gì là má chịu trách nhiệm mà. Chứ tôi không biết, thôi để tôi vô trong ngủ một chút chút. Đứa con gái bỏ cho bà Tân nhẹ nhàng. Hồi nhỏ mình đi đâu về cho cuộc đời nó cũng mừng. Bây giờ có cả cuộc đời không thèm
Thank you.